Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái mứt gừng nha các bạn. Hôm bữa là mình có làm một cái clip mà mứt gừng dẻo á, các bạn nào chưa xem thì mình vào mình xem nha. Thì hôm nay là mình có mua được mấy củ gừng nè, như đây là cũng khoảng nửa ký gừng đó các bạn. Mình sẽ làm cái miếng mứt gừng mà dạng như là mứt gừng miếng á. Rồi thì nguyên liệu mình gồm có ha, có gừng nè, với muối, chanh, với lại đường ha. Trước tiên là mình sẽ cạo cái phần vỏ này ra, sau đó mình sẽ ngâm qua bên cái thau nước muối nha. Rồi mình cũng có chuẩn bị cái thau nước nè, rồi mình sẽ để muối vô, rồi mình sẽ cho thêm một ít chanh nữa. Đặng mình lúc mà mình cạo mình sẽ để vô đây, đặng giống như là mình rửa các bạn, đặng cho nó không có bị thâm ha. Rồi cái phần gừng này nè mình sẽ cạo ra. Bạn này nó cạo mình rất là dễ nha, khỏi cần gọt, mình chỉ cạo thôi là cũng được rồi. Khi mà mình cạo hết cái phần vỏ này á, rồi xong mình sẽ để qua bên đây, sau đó mình sẽ rửa sạch lại. Và cái phần gần nữa mình đã gọt xong rồi nè, đó bây giờ mình sẽ để trong nước cái mình ngâm. Nãy nó bị gãy lên khúc nè các bạn, bây giờ mình sẽ cạo còn cái khúc còn lại nha. Rồi các bạn đợi mình tí xíu nha, khi nào mình gọt xong á thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi các bạn, gừng á mình cũng rửa sạch sẽ lại rồi ha. Bây giờ là mình cũng chuẩn bị cái thau nước mới nè, cái mình sẽ cho muối vô, rồi mình sẽ cho đường vô luôn. Khi mà mình sắc lát ra là mình sẽ ngâm, mình ngâm đặng cho nó bớt cái cay á các bạn. Rồi là mình ngâm xong là cái thau nước này nè là mình sẽ bỏ nha. Mình ngâm là cũng khoảng là 5 tiếng á các bạn, để cho cái phần gừng á nó sẽ thứ nhất là nó thấm, thứ hai nữa là nó sẽ không có còn cay. Rồi cái phần gừng là mình sẽ sắc lát, nếu mà ở nhà có bào thì bào cũng được, bào đó thì nó mỏng hơn ha. Tại vì gần mất gừng á mình ăn á thì phải sắc cho nó vừa tầm thôi, chứ đừng có mỏng quá, nhiều khi lúc mà mình sơn mình sợ nhiều khi nó dẻo quá thì nó sẽ gãy ha. Mình sắc cái độ mỏng nó như vậy là được rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ để vô trong cái thau nước nè. Rồi mình sẽ sắc những củ còn lại luôn. Các bạn, đó cái phần gừng đó là mình đã sắc xong rồi nè các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ để mình ngâm. Mình ngâm khoảng là 5 tiếng nha. Rồi sau đó là mình sẽ rửa lại cái phần nước sạch lại. Rồi sau đó mình sẽ đem đi mình trộn với lại nước nóng á. Rồi, bây giờ các bạn đợi mình, khi nào mình ngâm cái phần nước đường này xong rồi sau đó mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Các bạn đó, cái phần gừng á là mình cũng ngâm là cũng được 5 tiếng rồi ha. Bây giờ là mình sẽ đem mình rửa sạch lại, rửa sạch cái nước lã. Làm bây giờ là mình đổ nước này, mình sẽ hứng một nước nữa là mình sẽ rửa sau đó là mình sẽ đem đi trộn nha. Rồi bây giờ là mình sẽ nấu cái nồi nước sẵn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để một ít muối vô nữa ha. Nè, để muối vô. Sau đó là mình sẽ trụng cái phần gừng là cũng khoảng 10 phút nha. Đợi nó sôi mình sẽ để nước, để gừng vô. Rồi bây giờ cái phần nước nó đã sôi rồi các bạn, bây giờ mình sẽ để cái gừng vô. Gừng vô mình sẽ trụng nó khoảng 10 phút nha. Sau đó là mình sẽ trộn thêm một lần nữa. Một hồi mình vớt này ra nè, sau đó mình rửa nước sạch một lần nữa. Rồi sau đó mình sẽ bắt cái nồi nước lên mình trộn thêm một lần nữa. Lần sau là mình không có cần mà để muối thêm ha. Nãy giờ mình luộc cái phần gừng là cũng được 10 phút ha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình sẽ vớt gừng ra. Rồi sau đó
đó mình đem đi xả với một nước nữa nha, rửa nước sạch đó. Sau đó mình sẽ nấu nồi nước mình làm thêm một lần nữa. Các bạn đó, cái phần gần đó, hồi nãy là mình cũng trộn lại một lần nữa. Rồi bây giờ mình đã rửa lại nước sạch luôn rồi, mình để ráo rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho trong một cái thau này, mình sẽ ướp đường nha. Mình ướp đường, khi nào cái phần đường đó mà nó tan hết á là lúc đó mình sẽ đem mình đi sơn nha. Nếu mà các bạn mà thích ăn cay nhiều á thì cái lúc đầu mà mình ngâm cái phần đường với muối á thì mình ngâm 2 tiếng cũng được, để cho nó còn có cái độ cay. Còn như nhà mình á thì có con nít á, nó ăn á thì mình chỉ ngâm mình ướp mình ngâm á là cũng 6-5 tiếng á, cho nên nó là cái phần gần á là nó đã vừa ăn á các bạn. Còn các bạn nào thích ăn cay thì để ngâm cái phần nước đường với muối ít lại, ít thời gian lại xíu nha. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên như vậy nè. Và một hồi mình sẽ để cho cái phần gừng á nó sẽ thấm với đường. Đường nó tan ra mình đi xem, mình sơn tiếp cho các bạn xem nha. Các bạn, đó bây giờ cái phần đường nè nó tan hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem mình để vô mình sơn luôn nha. Lúc đầu á thì mình cứ để lửa lớn đại ha. Còn mình lúc mà cái phần đường á mà nó sôi lên, cái nước đường á nó sôi lên á, mình sẽ giảm cái lửa nhỏ lại, mình để lửa riu thôi, để cho nó thấm cái phần đường á, chứ mình đừng có làm gấp quá. Nếu mà làm gấp quá cái phần đường nó mau khô thì cái miếng mứt của mình á nó sẽ không có ngon mà nó sẽ không có dẻo á các bạn. Các bạn, cái phần nước đường á bây giờ nó đã hơi ráo rồi nè đó, bây giờ mình cứ việc mình trộn đều lên ha. Dùng hai chiếc đũa như vậy nè để trộn lên, đặng khi nào mà nó thấy cái phần đường mà nó hơi gám á thì mình sẽ tắt bếp, mình sẽ cũng đứng mình trộn đều như vậy nha. Đó, các bạn thấy cái miếng gừng nè nó rất là dẻo luôn mà nó trong nữa. Mình đã để lửa nhỏ, thật nhỏ luôn á, tắt bếp đó, mình sẽ trộn đều như vậy nè. Bây giờ mình sẽ để xuống bật máy nha, để cho nó cái phần đường nó mau khô hơn. Đó, các bạn nhìn cái dĩa mứt gừng của mình nè, nó ngon ghê ha. Là mình sẽ lấy ra một miếng cho các bạn xem nha. Nè, coi cái độ dẻo nó đó nè. Nè, độ dẻo nó rất là dẻo ha. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó như thế nào nha, coi nó còn cay hay không á các bạn. Có độ cay á thì nó còn cũng còn, nhưng mà ít lắm nha các bạn. Nó chỉ còn hơi the cái lưỡi mình thôi, nhưng mà ăn cái miếng mứt gừng này á, mà thứ nhất là nó dẻo, thứ hai á là mình để vô họng mình chưa kịp nhai là nó làm như nó cũng tan tan á các bạn, giống như là cái phần đường nó ra hay sao á, nó thấm á, ăn rất là ngon, nó dẻo lắm luôn. Cái mứt gừng này nè các bạn, mình có thể là Tết á mình cúng kiến á, mình đưa rước ông bà cũng được ha. Thường thường á mình cúng là cũng như là trà với rượu á, với lại tách mứt này nè. Rồi cái mứt gừng này á là mình có thể là mình ăn
rồi mình uống nước trà nó cũng rất là ấm bụng, nó sẽ ngon nữa. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu thích đó, thì mình like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Xin chào các bạn.